Tiếp tục mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Hotline. Thưa quý vị, ban biên tập chương trình đã lắng nghe phản ánh của khán giả vào sáng ngày 23 tháng 8. Đèn giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh, giao đường Đê La Thành đã mất tín hiệu. Sự việc này thì khiến cho các phương tiện tham gia giao thông qua cung đường trên gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh, vào giờ cao điểm buổi sáng, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường trên gặp khó khăn từ các hướng tại nút giao ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành. Khi đèn giao thông mất tín hiệu, các phương tiện đã qua ngã tư không theo nhịp đèn nên diễn ra cảnh lộn xộn. Các phương tiện lưu thông gặp khó cũng như mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù diễn ra lộn xộn nhưng không có lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện qua nút giao trên. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả mong muốn các cơ quan chức năng cần xử lý tín hiệu đèn tại ngã tư trên để đảm bảo an toàn giao thông.